nó chỉ tâm mình, mà mình làm tâm cái tâm mình không biết, cái tâm mình không biết rồi thôi. Vậy, còn nữa. Bởi vậy tâm chánh định thì bởi vậy em nói nè, cây tôi cây đứng, cây khô không sợ ngã nghiêng ngã, cây khô không sợ chết đứng. Tôi tâm chánh định mình cây cứng đứng và không sợ ngã, gió lung lay quạt qua quạt lại, anh thấy có khi nào mà quạt qua quạt lại có khi nào nằm không? Rồi xong rồi cũng đứng lên. Dạ. Em nói vậy, còn em làm trong ban trị sự, ai nói gì kệ nè, mặc kệ nè, em nghĩ. Cái cây này đúng là cây dương rồi ha, quạt cỡ nào cũng không gãy. Bởi vì em có bà bạn ha, chồng bà nói vậy nè, chồng bà nói vậy nè, nói với bà, ê, cây bà là giá nhôm, giá thao nè. Bà nói cho mình nghe vậy, giá đồng đó nghe, chứ đừng có nói. Ý muốn nói là tượng trưng cho mình là nói là nói mình nó quý vậy đồng nha. Dạ. Rồi, rồi với lại, tại ở đây ha, em nói chung, em ở đây ha, em vậy đó, em sòn sòn vậy. Chứ em đi ra qua bên xứ An Giang vậy, người ta cần gặp em vậy đó. Thiệt nhiều người cần gặp lắm. Vậy đó. Cái đó cũng là nhân viên đó con. Đó. Cái đó là nhân nhiều người cần gặp lắm, nhưng mà chưa có dịp gặp thôi. Vậy đó. Giờ mình thêm cái nữa là chị thấy đó. Bây giờ đâu phải mà Đức Thầy mà nói nghe hết đâu, bởi vì cái tâm cái thời kỳ này là nếu mà cái người mà nhân ngã thôi, cái mình phan quan hỷ bị trình độ họ đã như vậy rồi tội nghiệp họ, mình thì đó, họ mất. Thì đó là mình tội cho mấy người đó, cũng như người ta còn quá mê, ví dụ người ta đó là mê với tỉnh, mê với tỉnh, nhưng mà bà lý. Mình bởi vì mình cái gì vậy? Bây giờ thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài mà cô thấy là bây giờ như vậy là như vậy. Cái người không tu là ngủ bao lâu, cái người có tu còn ngủ không? Theo mình thấy cái người có tu người có tu không? Người có tu thì thức trắng canh thâu thì cũng ngủ một chút rồi thức dậy tỉnh lại, tu với tỉnh mà ngủ rồi tỉnh. Cái đó người đó cũng là được biết chút rồi nha, cái người không biết thì ngủ luôn ha. Dạ. Tu với tỉnh. Cái bà mới điện của mình, cái mình mới nói vậy nè, mình nói á, tôi nói cho chị nghe nè, thầy thí dụ mình ở trên đây ha, mình nói cái gì khi là mình phát tâm tu, là Phật nói nè, ông Phật nói, thánh tiên vừa nhích miệng cười, chúc mừng trần thế có người chân tu, chị phát tâm ở dưới đây là trên trời người ta mừng cho chị rồi đó, phải không? Đó, là em nói vậy đó, cái bà nói, cái bắt đầu tới chừng mà cái thằng kia nó nằm chim bao mà thấy ông Phật, thấy người đi chứ không phải là ông Phật. Thấy cái người đi trên mặt nước mà không biết là ai. Cái bà điện qua bà hỏi, ê, ai mà đi trên mặt nước bà nói giải cho tôi nghe coi. Bà biết ai không? Đức thầy mình đó. Đức thầy mình sau này về đi trên mặt nước đó. Cái bắt đầu bà nói nghe thằng kia nói, vậy là phải rồi, hay quá hay rồi. Cái bắt đầu bà gì? À, Long Xuyên đó. Mà hỏi mẫu lần có cái gì chắc có. Cái bắt đầu điện cho mình. Vậy đó. Rồi mình nói, nói chung là cái câu này cô Tám nói là hay lắm nha. Bây giờ tôi hỏi câu này cái cô Tám trả lại câu này con nha. Tôi thấy cô Tám là hay lắm nè. Bây giờ cái câu mà thầy nói là mê với tỉnh nhận ra là lý, mà thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài, thức dậy mà tầm đạo kiếm bài, để thi cử khỏi mang thi rớt. Là trong bốn câu này cô nãy giờ tôi thấy cô này nói câu này quá hay. À, bây giờ mê với tỉnh là sao cô Tám? Mê với tỉnh thì mình nhận ra là lý đó. Dạ dạ. Thức dậy thì tìm đạo kiếm bài. Bây giờ con số người còn mê lắm phải mê. Mê. Thì rất mê. Bây giờ thầy nói mình nghe đó, dân trong đạo là truyền chẳng xiết. Như nhiều khi cái người đó quá mê mình cũng như là cái đức độ mình cũng thiếu đó. Giờ mình nói người ta cũng không nghe nữa. Mình đầy đủ đức lòng tin, mình nói người ta mới nghe. Cũng như hồi nãy mà có cái mẫu chuyện mà mê đó, mà nói là người em cái gì đó mà đi lại mà nói là ăn mặn với ăn tươi không được, cái này nó bê thấy không, rõ ràng nó là mê. Mê đó. Bởi vậy em nói là với lại mình như vậy nè, tâm chánh niệm, tâm mình chánh, mình phải ví dụ ai nói cái gì mình cũng đừng có nghiêng đừng có ngã, ví dụ mình nhất quyết là cái đó là mình làm là cái tâm mình chánh đó. Còn ví dụ mà mình người ta nói cái đó, bây giờ mình nhất quyết mà ví dụ mình làm chay đi, người ta nói thôi bây giờ làm mặn là mình siêu đã, tâm mình không có chánh. Em nói anh nghe phải không? Tâm chánh niệm đó, cái tâm mình chánh cái gì cũng vậy. Bởi vì em làm ở ban trị sự với người này đá qua người kia đá lại, nói này nói kia em kệ đi. Thí dụ người ta nói sau lưng mình, em đi tới đám giỗ người ta mời em đọc giảng, em vô em đọc giảng em cứ đọc. Còn người ta thí dụ người ta phỉ báng mình đang ngồi trước, người ta nói với người này kia kệ em đi. Từ từ người ta sẽ hiểu đó. Giờ cái da cái em đọc giảng xong rồi cái em về cái mấy bà kia nói, ê nó nghe này, nãy giờ bà lo bà đọc giảng không, người ta nói xấu bà, ta nói tôi trả lời giùm thôi, nó nói kệ đi, người ta kệ đi, bà dễ bà kệ bà hiền quá,
nó anh thấy đi, cái đó là tự người ta thấy, người ta nhận xét rồi. Mình cần gì phải nhận xét mà mình không cần phải khu lại. Thầy nói cái gì hương thơm giấu trong cái gì, giấu trong chỗ kính nó cũng thơm, xạ thơm có xạ nào, có xạ nào bởi bắn xạ nhìn giấu trong lỗ kính cũng thì cũng thơm lên. Để vậy mình làm phải, anh làm cứ việc anh làm phải đi, là cái chuyện gì là người ta cũng biết anh làm phải. Còn anh làm quấy một chút xíu thôi là người ta nói anh sai đó. Đó, là anh người ta biết là người ta khinh dễ mình đó. Bởi vì vậy đó là mình cái phải câu cứ mà thầy có nói cho cô đó, cái chữ tâm gì đó đó, thấy cái cây này đúng là cái dương này ha, hoặc cỡ nào cũng không gãy. Bởi vì em có bà bạn ha, chồng bà nói vậy nè, chồng bà nói vậy nè, nói với bà, ê, cái bà giá đồng đó chứ không phải là giá nhôm giá thau nha. Bà nói cho mình nghe vậy, giá đồng đó nghe chứ đừng có nói gì. Tiếng muốn nói là tượng trưng cho mình là nói là nói mình nó quý vậy, đồng dạ. Nha. Rồi, rồi, rồi với lại tại ở đây hen, em nói chung em ở đây hen, em vậy đó, em sòn sòn vậy chứ em đi ra qua bên xứ An Giang vậy, người ta cần gặp em nữa, thiệt nhiều người cần gặp lắm. Cái đó cũng là nhân viên đó, còn đó. Cái đó là nhân nhiều người cần gặp lắm nhưng mà chưa có dịp gặp thôi. Vậy giờ mình thêm cái nữa là chị thấy đó, bây giờ đâu phải mà đức thầy mà nói nghe hết đâu, bởi vì cái tâm cái thời kỳ này là nếu mà cái người mà nhân ngã thôi cái mình phan quan hỷ bị trình độ họ đã như vậy rồi, tội nghiệp họ mình thì đó họ thì đó là mình tội cho mấy người đó. Cũng như người ta còn quá mê, ví dụ người ta đó là mê với tỉnh, mê với tỉnh nhưng nhà mà lý mình bởi vì mình cái gì vậy? Bây giờ thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài mà cô thấy là bây giờ như vậy là như vậy. Cái người không tu là ngủ bao lâu, cái người có tu còn ngủ không? Theo mình thấy cái người có tu người có tu, người có tu thì thức trắng canh thâu thì cũng ngủ một chút rồi thức dậy tỉnh lại, tu với tỉnh mà ngủ rồi tỉnh. Cái đó người đó cũng là được biết chút rồi nha, cái người không biết thì ngủ luôn ha. Dạ. Tu với tỉnh. Biết làm chẳng khó. Anh nghĩ đi, mình đã nếu nhất tâm thì có mấy hồi nhất tâm thì có mấy hồi vậy đó. Mượn chí đạo đuổi ra khỏi xác, cái này mình có cái chí đạo đó. Bây giờ huynh đệ mình là nói thực tế, nhiều khi người ta sợ mình đã có chí đạo mình mới ngồi đây đàm đạo đàm cúng đạo con, chứ phải được không cúng trước, cúng đất có người mà không mê rồi là phải vậy. Có người nha tu để nói nghe nè, có người tu 30 mấy năm nghe mà nói bây giờ tôi nói không ai nghe thôi. Hồi đó thì nói người ta nghe mà bây giờ nói người ta không nghe là sao, là tại mình hết phước rồi. Ví dụ cái đó mình có cái phước mà cái phước của mình không giàu giàu thì cái phước của mình không giàu giàu mình xài mình có tiền nè. Mình em nói với mấy người đó mình nói nè, ví dụ bây giờ người ta mình lúc đó mình có tiền mà mình không biết xài cận tiện làm tiền, mình xài quá, bây giờ mình hết tiền mình đâu có tiền xài, là cũng như cái phước của mình đó. Cái phước của mình thí dụ 30 năm mà mình biết tận dụng mình được hưởng 60, mà nếu như mình không biết tận hưởng mình xài được 20, 15 năm, 10 năm cũng có. Nó em cứ nói vậy. Có bà bạn em cũng nói vậy đó. Em bả nói nè. Bả nói tại vì sao mà em chồng bả nó làm ác mà nó giàu. Tôi nói cho chị nghe nè, chị là đất liền đó, còn ta là đất cồn đó. Bả nói bà nói tôi còn giận thêm nữa. Hỏi sao vậy? Đất cồn nó tốt hơn mà tại sao bà nói vậy? Tôi nói bởi vậy chị còn mê, chị đâu biết phân biệt là tốt với xấu. Thì thấy đất cồn cái chị nói tốt, nhưng mà tôi nói cho chị nghe nè, đất cồn nó không có chân, nó muốn sụp giờ nào nó sụp ha. Cái bà hay quá ha, cái tôi nói hay hay không thì nhìn biết liền. Cái tôi nói vậy thôi chứ tôi không nói. Thời gian sau dài 3 tháng nha, em chồng đó, tôi nói nha, vào cái gánh đó vào không tưởng tượng nói luôn. Ông một nhà ha, là mấy cái lò gạch nào đó là một lò gạch là bán 50 triệu, một lò da một lò bán 50 triệu, mà trong khi vàng có 2 triệu một chỉ. Em tính đi là biết nhiêu cây vàng, biết nhiêu vàng mà giàu lắm, tiền ta để vỏ sách không, vàng trong người ta đeo là 10 cây không chứ không phải. Mà em bình thường đơn giản vậy đó. Cái bà nói bà hay quá em, cái tới chừng vô lò em sụp lượt hai cái lò đem ra mướn người ta đem ra đổ không. Vậy còn tiền không? Tính thôi chị ơi, đổ không? Anh tính đi, đổ không đâu, vậy anh tính còn không? Cái bà nói vậy, bà nói tôi phục bà đó. Tôi hỏi sao phục? Bà nói cái nó có liền rồi đó. Cái bà nói mà giờ cái bắt đầu bà nói vậy hen, bà nói là một chuyện đó lại đó hen. Vì một chuyện sau nữa hen là cái tôi nói nè. Cái bà nói, bà nói tôi nói cái bà tu á, bà nói sao mà vậy, cái tôi nói nha.
nói chị nè, chị dán tư ở dưới đây nè, chị tư thánh tiên á, cho người ta mừng chị vậy đó. Thánh tiên vừa nhích miệng cười chúc mừng tình thế của người chân tư quá đó bà nói. Bây giờ bà tin Phật pháp dữ lắm, cho bà nói, bà nói là tôi thấy trúng hai chuyện rồi, giờ còn chuyện thứ ba này nữa bà giải quyết cho tôi nè, là một chuyện thứ ba này mới rắc rối nè. Rắc rối dữ dằn lắm. Dạ. Vậy cái bắt đầu tháng nay anh nghĩ đi, nhà cửa của anh, đất cát của anh mượn người khác sang tên, không phải sang tên, mượn người khác đứng, cũng như anh là nợ xấu nè, cũng như cái nhà anh có dây nợ rồi, anh là nợ xấu anh không dây được, giờ anh mượn cái chú này nè đứng trên dây giùm, mà trong khi dây giùm là không có sức tiền ra, tiền của nhà nước người ta không, mà trong khi đâu dây nữa. Dạ, chào một chị ba. Ngồi đi. Trong khi một năm phải không? Dạ. Rồi. Trong khi một năm mà người ta mới là trả lãi, ứng lãi. Rồi. Nhưng mà 6 tháng cái là chú mới lật ngược người ta, chú đuổi người ta ra khỏi nhà, mà giấy tờ là của người ta, mà trong khi cái người này quá tin chứ. Là bảo hiểu tôi phải giải quyết giùm bản trận này, coi coi thắng hay là thua. Mà chú giải quyết được không? Tôi hỏi chú giải quyết được không? Đó đó, hai chuyện rồi thắng hết rồi, còn chuyện này tại sao? Mà mỗi một lần đi tòa hay là tôi phải điện thoại tôi nói bà. Mà vậy đó. Quá nhiều mà ở bên Đông Xuyên hay bà đó là bà tin tưởng tôi dữ dằn lắm đó. Nói theo bà nói chuyện như ông thánh vậy đó. Bà nói tôi nói thôi được nói vậy, tôi coi sao thôi, trong kinh trong giảng thầy rồi tôi nghe coi rồi tôi biết tôi nói ra thôi. Thẳng có thằng đội cho đó, tôi nói cứ việc niệm Phật đi, cứ việc niệm Phật đi. Nó bà cũng vợ chồng niệm Phật không, giờ ăn cơm có ngày bữa, ngày có bữa à, 2 giờ chiều mới ăn. Cô thứ mấy? Dạ thứ ba. Ba gì? Tôi nhớ hình như một lần đá đám có đây mà. Không có. Dạ, không đám đó chỉ đá trùng ở ngoài nhà. Vậy là kể gì đám bên đây có đám bên nào? Đám lần trần rồi có đám không rồi. Không có, đá trùng phía ngoài. Đây dạ, đám dỗ rồi có lại đây không? Dạ không, chưa đi vô đây lần nào. Còn bên đây có đi lần nào bây giờ mày qua đây ngồi đi. Qua đây ngồi tới ngồi đầm đạm với chị. Ngồi chị ba. Đầm đạm bữa rồi có gì hỏi. Chào đổi nhé, quá dùng bữa đi rồi chị ba. Đây để nó nghe hả, nó nghe nè hai mới có để cháu lý thầy à, cũng hôm hôm rồi ha, hôm rồi nhà mình đám mình cũng lưu vô mình cũng nấu, mà cái huynh đó tù là 40 năm, mà 40 năm sao không biết mà mình lo lưu cuối ngoài sao không tới chừng rồi cái thằng trai của mình nói vậy, mẹ sao mà cái ông đồng đạo đó không biết ông giận ai mà ông về mẹ, cái nó giận ai mà sao con không kêu mẹ, dạ mẹ kêu ông ở lại, cái nó không kêu, không kêu ông ở lại, ông không chịu ông đi về, tới chừng sau này cái giận ông đâu, ông tu 40 năm rồi đó mà ông giận rồi ông về, nói vậy y gian như cái mẫu chuyện thầy nói không, tu 40 năm đó mà ông không ấy thì là sao để nghe luôn rồi. 4 năm mà không rửa không xong. Không có, ổng thì cũng như cái mẫu chuyện mình nghe lại là cũng như cái bữa đám nhà mình là có thiết, có ông Mười thiết. Ông Mười với mình. Dạ, ông Mười là bắt Mười mình đó. Dạ. Bởi vậy nhiều khi mình hỏi ông Mười cái ông Mười nói nó cháo tôi đó mà nó hỏi ngặt ngặt không à. Giờ thành ra mình không dám hỏi ông nữa. Nói bắt Mười con nhiều khi con không biết. Còn hỏi bác cái hừ không biết thì cứ thật hỏi vậy cũng như bữa đó là bắt mười thiết rồi cái ông Năm ông mới nói ông có nghe ta thiết không, cái ông có nghe gì không, cái ông kia ông nói họ tôi không nghe, tôi không biết, cái này ông không biết vậy là ông ngu rồi đó. Mình người đạo mình nói tiếng đó là quá nặng nề phải không? Đó giọng kia ông giận ông về ông nói vậy tôi ngu tôi không biết thôi tôi về, ông vậy không về. Là cũng đang thiết đạo hay không? Mà sao như vậy nè, nhiều người ha. Sao mà đi cũng đi học giáo lý căn bản. Đi học cũng nhiều lần. Rồi có đồng đạo tu sĩ thì nhiều khi nhà người ta điều kiện không có, người ta không được đi học đi như mình đi. Sao mình không thông cảm cho người ta mà sao nhiều người nói không đi học là ngu. Mà người ta không đi học mà người ta coi giảng thường thì nhiều khi người ta còn sáng hơn mình đi học nữa đó là nghe. Chứ đừng nói thế. Phải không? Tôi nói vậy nghe. Sai quên nghe phải không? Cái giáo lý căn bản là tôi có học qua mấy khóa tôi biết á. Thì bây giờ học mà mình không hiểu cũng không biết. Thì trung ương mà đưa xuống thì cũng cái giáo lý của thầy để đưa ra không chứ đâu có chỗ nào đâu. Dạ. Hay hoặc là những cái cuốn cứu đức thầy Tây An trước giờ đưa lại. Dạ. Thì cũng như lai lịch thôi. Nhưng mà thực tế mà có rảnh đó, thì lại đó học thì cũng như là đây cái dạng thuyết pháp này sáng chút, còn bây giờ mình không lại đó được học thì bây giờ mình bắt
tivi lên, bắt mạng lên, bây giờ dạy thì cũng vô đó thôi, cũng có dạy mình giáo đi gì. Nhưng mà tôi nói thật á, nếu mà bắt cái mạng lên coi đi ha, tôi thấy nó còn mau hay hơn cái đi lại cái học. Bởi vì con cái ở nhà mình thấy cái, nếu mà nói cái đó là mình thấy mà mình chưa nhớ, bắt tới bắt lui là mình nhớ. Còn kia chỉ nói qua một cái một rồi là khi mình quên, phải không? Cũng như bây giờ tôi nói điển hình ví dụ như bây giờ mình đọc tám gì không cấm rồi hoặc là cúng đi. Bây giờ mình đọc có lần có khi nằm thuộc không? Không bao giờ thuộc, không phải đọc 5 lần, 10 lần, 20 lần. Thì bây giờ như vậy là nhờ có cái mạng mà bây giờ mình dốt, ví dụ mình không biết chữ, mình không có đọc được đi, thì mình nghe qua lần, không được, nghe lại. Hồi đó mù tiễn sao ông giỏi, ông mù sao ông giỏi. Thì ông cũng nhờ nghe băng nghe đĩa, thì nghe qua nghe lại, nghe tới là lui là bắt đầu ông thích là được. Người dốt người ta cũng nghe đó, nghe người ta cũng biết hụt lòng luôn. Nó bấm qua rằng cái dốt tổ nó dốt mà tại sao rằng nó gì đó. Em có thằng cháu nội 4 tuổi thôi, hỏi chị ba nè, hỏi chị Tư nè, 10 điều văn cấm thuộc hết, 10 điều hướng tu của Đức Phật Thầy Tây An thuộc hết. Rồi, mới 4 tuổi hả? Mới 4 tuổi hỏi chị ba. Có giận đây không? Bây giờ về bên mẹ nó ba mẹ chia tay rồi, nó về mẹ đó. Mỗi lần đi cúng mẹ nó ở bên An Giang, ở bên Mỹ Hiệp. Bằng nhỏ này nè. Chứ ngoại tôi à? Ở Phúc Lò Heo, Mương Quảng. Mương Quảng hả? Dạ, ha. Mỗi lần đi cúng nha, cái kêu thiệt chỗ cho mực chạy lên Mương Quảng. Dạ. Chỗ cho mực chạy. Kinh cho mực. Kinh cho mực chạy xuống. Chạy xuống hả? Dạ. Chạy xuống xa không? Xa, xuống đó khoảng chừng mấy cây. Nghi hỏi tình gì biết? Nó xuống dưới đó, xuống ngay chân cây cầu Mương Quảng. Ngay cầu Mương Quảng luôn ha. Dạ, hỏi mà nó về bển rồi, bây giờ nó thuộc nhưng mà nó còn thuộc, mỗi lần nó thuộc nhiều bài lắm. Bây giờ bữa hổm đi thăm nó hỏi con còn thuộc giảng không, nó nói con quên. Bây giờ nó đang đi học á. Cái nó nói con quên rồi, con thuộc có 2 bài. Năm nay là nó mới vô lớp 1 thôi, nhưng mà nó thuộc hang là hồi lúc 4 tuổi. 4 tuổi là thuộc 10 điều khuyến tu của Đức Phật Thầy. Tại kinh Mương Quảng. Bởi vì xuống ngoại tôi mà, tôi là Mỹ Hiệp mà. Biết không? An ủi nữ tín đồ thuộc, mà trong khi hen, hai câu chót là nó hỏi mình nội sao mà cái câu chót là câu gì bên này, nói nghe bên này, an ủi nữ tín đồ hai câu chót vậy. Cái nó là bên bển mẹ nó tin gì? Quê thì khá hành y, giữ lòng tin tưởng thì bị giúp đỡ. Bên mẹ tin gì? Mẹ nó tin Thanh mà mẹ nó có chồng, giờ có chồng rồi, mẹ nó gần sanh đi chỗ khác rồi, mẹ nó ở với bà. Nhưng mà cái nhỏ còn ở đó ha. Còn. Rồi cái ông xui đó tin gì? Ông xui thì ổng ở ngoài cũng như cái nhà ở đây mà ổng ở ngoài sông ở ngoài. Giờ bây giờ nó ở với bà Út, nó là bà Út, nó là tên Út nhỏ. Út nhỏ ha. Là cái đó tên Út nhỏ là ở với bà Út. Để nó nghe nè. Nó không phải là người ở dưới đây đâu. Lúc mà mẹ nó sanh hay chưa sanh hay là em thấy rõ ràng luôn. Thấy rõ ràng luôn ha, có ông tiên dâu dài xuống nghe. Dâu dài xuống ngay nghe nè. Là ổng cầm cái cây luôn. Cầm cái cây ông dắt đứa nhỏ xuống mà mặc cái áo miễn, mà nó cái áo miễn nó là nói chung cái áo giặt miễn ha, mà nói chung cái áo đó là không ở đây không bao giờ có. Mình thấy dắt nhỏ xuống rõ ràng, ông nói cho mình là ngày 7 tháng 7 đó, là sanh ra ngay chân ngày 7 tháng 7 luôn đó. Rồi lúc mà nó còn nhỏ mà mình không biết luôn nha, lúc mà còn nhỏ mình không biết, lúc mà nó lớn lên mà nó đi ha, nó đi được mà nó nói chuyện, mà lúc còn nhỏ ha, nó chưa biết nói, tôi ẩm nó đi hoài nè, tháng cho ở nhà cho ăn rồi, cái bắt đầu ẩm đi chợ cái nó lợi, nó gặp cái chỗ nào mà bà, cái hôi hen, cái chỗ quán thịt quán đồ này kia hen là nó ói xà vậy đó, là mình tưởng đâu nó ăn không tiêu không mà mình không có biết, mà nó ói vậy rồi thôi về nhà thì nó không có bị gì, không có bị gì hết, không có đi bệnh viện luôn, đó, cái tới chừng nó biết nói đỡ đẻ, cái dắt nó đi gần tới kệ thịt còn đờ bằng đây vô trong buồng vậy đó, là nó dừng lại nó không đi. Không đi, nó chì lại, nó không đi. Hỏi sao không đi, sao con không đi, sao kỳ vậy? Thịt không. Cái nói gì bà nội không có biết. Thịt không, con ói đó. Là nó, mình mới biết là nó thịt không, nó mới ói. Là nó mới biết. Cái mấy người ta đó, nó nói thôi để nó đây, giữ nó đi mua đồ đi ra. Lần hai lần mà đi chợ có nó, là mỗi một lần đi chợ là có người giữ giùm. Ở đó người ta biết, người ta biểu thôi để nó đây đi. Tôi giữ giùm cho, đi mua đi về ra. Tôi dắt nó vậy. Tại cầu Mương Quảng. Dạ, tại cầu Mương Quảng có cái hẻm đi vô. Dạ, dạ. Bà nội gì đó, ông anh mà ở với bà đó, cái đút nhỏ. Dạ, ở đó, mà mình bắt về không cho. Dạ, mà đặng mình bé, cho. Chú bé nó mới 7 tuổi, khoảng tên gì? Tên gì? Nó tên, nó, tại vì em đặt tên nó là tên Minh Thiện. Nó sáng dữ dằn lắm đó. Dạ. Mới đầu hen em đặt. Tối hai bà cháu vô mùng nè, cái là bắt đầu em đọc giảng cho nó nghe, nó chỉ chuyện cho nó nghe, kể chuyện giảng rồi này kia vậy đó, cái nó nghe cái bắt đầu nó
đọc 10 điều thứ tư, cái tới điều thứ tư á, nội nội ngừng lại đi con hỏi nội chút, cái nội ngừng lại đi con hỏi nội, hỏi gì, nội nội sao nội đọc thịt thà xương máu tanh hôi đó nội, rồi cỏ cây rau cải cũng giàu bữa ăn là gì á nội, cái mình kể cho nó nghe, mình nói con ăn tương á, thì cỏ cây rau cải cũng giàu bữa ăn, còn con mặn á là thịt thà xương máu tanh hôi đó, là thịt thà này mình ăn có tội. Cái nói vậy hả nội, cái bắt đầu nó biểu mình dạy cho quang nó bài đó à, biểu mình dạy cho điều thứ tư, đọc điều thứ tư thuộc rồi hen, cái bắt đầu cái mình mới nói nha, con đọc như vậy không có được đâu, con đọc phải là từ điều thứ nhất, từ điều thứ nhì, điều thứ ba, điều thứ tư, điều, đọc hết luôn, cái từ từ cái từ dạy lần bài đều vậy đó, cái thuộc hết trơn luôn. Tới 4 tuổi là nó thuộc hết trơn, là đi hen, là đi hen, nói chung là trong đồng đạo này ai cũng thương hết trơn, nói về bển mà mấy ông đạo mà nhất là cái mấy ông tu sĩ lớn lớn tuổi hen, ông hỏi nhà ở đâu là ông qua ông nằm nghỉ ông dứt về đi hen, cái biểu con lên đọc giảng đi, bà nội giới thiệu đi con đọc, và đọc rồi cái biểu bà nội đọc cái để con giới thiệu cho bà nội đọc. Vậy đó, dạ, thương giảng được luôn, đọc giảng nên đọc giảng mà nên đọc 10 điều thiến tu nè, với là an ủi nữ tướng đồ nè. Dạ, chừng nào nữa tôi về tôi ghé cho đó cho chú bé thì tôi quay cuộc phim ra, nó đi học rồi, đi học thì tôi canh giờ nào thì canh giờ học gì thì học gì thì khoảng 5 giờ còn 4 giờ 5 giờ chiều không biết nó còn thuộc không á. Chứ bài cúng ha, sáng cúng chiều cúng đó, ở nhà với em là sáng cúng chiều cúng đó. Thí dụ nó còn nhỏ thì nó ngủ trưa, mình sáng mình 4 giờ mình thức cúng, cúng rồi mình niệm Phật mình ngồi đó, rồi tới chừng sáng là nó thức dậy là mình bắt nó cúng nữa, là nó bắt cúng với mình vậy đó. Vì xứ mì hẹp là xứ ngoại tôi mà cũng gần lắm, quân ông quạng đổ dài dài lên là chim chó mực rồi nó tên đó, em đặt nó tên Minh Thiện. Minh Thiện ha. Dạ sáng mà nó hen sáng là cháu ngoại mới sanh ra hen, là mình thấy vậy rồi là tới chừng mà nó lớn lên là nó vừa nó nói nó biết nói hen, nội 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 hớt cái đầu con, hớt cái đầu chú tiểu, nội cái hớt cái đầu chú tiểu nó cừ gian cái y gian như giấc mơ mình thấy luôn, thấy cái nhỏ mà ông tiên ông dắt xuống rõ ràng luôn, là cái đó mình nói sự thật luôn, không có nói thêm bớt một lời học tiếng nói nào hết, là y gian luôn, thấy y gian luôn mà ngộ lắm nha, cái thằng này nó ngộ lắm nha, hai bên nè, hai cái dấu có làm dấu luôn, hai bên hai cái đồng tiền, hai bên hai cái dây, mà nó sáng lắm, không phải như con nít con người ta, thí dụ người ta giỡn ù ù vậy phải không, là nó đứng ở trong nhà nó dòm da vậy đó, dòm da chơi cái không chạy ra chơi, mà còn kem đi ngang hay là cái gì bán đi ngang cái kêu muốn ăn kêu lại, cái kêu nội ra mua, chú ở đây thì để con kêu nội con ra mua, cái bắt đầu ra cái mình nói thôi con ho con kem ho mới hết bệnh rồi nội mua cho, vậy hả nội hết bệnh nội mua cho con, vậy là thôi chứ không có đòi, mà đi mua đi chợ dắt đi chợ ha, là vậy không đó, muốn mua cái gì nè nội, con nội không có tiền con đừng đòi đòi, cái mà nội không có tiền ta cười chết, vậy hả nội, chừng nào nội ba con với mẹ con lãnh lương cái đưa tiền nội nội mua nghe là rồi đó. Chứ không có khi nào như con người ta, mà mình thương nó cái nước là nó dễ vậy đó, nuôi hồi nhỏ lắm không ngán luôn, hồi lúc mà còn ẩm trên tay hen là ẩm nó đi cúng rồi đó, ẩm đi cúng nhiều khi hen nó tới chỗ nó ngủ để nó nằm dài đó mình cúng vậy đó, tới chuyện nó lớn rồi cái bắt đầu nó cúng theo vậy đó, gần mực thì đen gần đèn sáng, đúng rồi, bởi vậy tôi thương nó tiếc nó về bển là như vậy đó, mà mình ở bên này mình cưng ha, mà nó nuôi khả năng nó nuôi không nổi mà nó giành bắt với mình, nó giành bắt với mình á, cũng như nó thấy mình lên đây cưng nè. Bây giờ sẵn hình chị nói người ta nắm nói hai con đệ 5 tuổi là bài sứ mạng thuộc lào lào, đi lên tổ đình là đọc nghe ro ro đó, nhưng mà cuối cùng là bây giờ nó ra đời thì tối ngày nó đâu có ôm võ luyện gì đâu, bởi vậy mình tiếc nhất là cái là nó không có ấy, ở gần mình dạy là thuộc lào lào đó, mà giờ đâu có nhớ, không phải nhớ nhưng mà con cái là nó quên đi cái này, nó ra đời lo kiếm tiền. Thằng cháu nội ha, là nói chung 10 điều khiến tu, 10 điều khiến tu của Đức Phật thầy ha, là 80 câu đó thiệt mà không có trên. Bây giờ mình thấy mấy đứa vậy là nó là một nhân tài đó. Nó có gì? Là cái nhân viên nó có cái Phật pháp đã có sẵn rồi thì nó mau cũng có, thì nhỏ nó mau lắm, còn mình lớn tuổi gì nó chậm lắm. Ví dụ như là đó mình hồi nhỏ mình đi học một bài học, ví dụ mình đọc qua chừng 10 quyển là mình thuộc cái bài đó rồi, còn bây giờ mình đọc tối một ngày qua một ngày sau 10 ngày chưa thuộc nó vậy đó, bởi vì cái trí tuệ của mình bây giờ, cái đầu óc của mình đó bây giờ nó già rồi đó.
đúng là ai cũng vậy chứ không phải là điểm liệt, ai cũng vậy, nó chậm. Nhưng mà con gái người thì không còn, còn á thì còn á thì hồi lúc mà ông xã hồi lúc ông xã mình mất ha, là có người là lời lại ông Hòa quay phim kể lại cái chuyện mà ông Phật pháp nhiệm màu vậy đó. Yeah. Mình không có cho. Và bạn ở Long Xuyên mà kêu ở nói mấy người bả người ta đòi qua vậy đó, nói thôi không có nói lên bạn cái người ta đâu mình mới dốc nữa thôi. Y nói là phe đó. Ừ. Nhưng mà mình nói không nói là không. Cái chuyện đó là mà quan trọng là cái chuyện là họ không tin thì giờ cũng mặc tình. Bây giờ tôi nói để nghe, mình là một người tu mà thầy nói cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là cái nói. Biết cái à, hôm nay mình biết mình nói mà mình không giấu, mình giấu pháp đó, thì cái này cũng không tốt nha. Có sao mình nói thật vậy, bây giờ tin hay không tin thì cái chuyện của người ta, thấy không? Thành thử ra hôm nay mình có sao, ví dụ như mình đồng đạo nhau, cứ việc bàn đạo mình nói ra. Có nhiều khi nhân viên với cô Năm, cái nghe được cô Năm ồ ồ vậy sao, Phật pháp nhiệm màu á, rồi đó có cầm ăn tương ăn chay luôn. Ví dụ á, hay hoặc chị hai hay hoặc mấy cô. Còn bây giờ nhiều khi mình giấu rồi, người ta đâu có biết cái gì đâu à. Không có công nhận là ông xã, bây giờ nói là ví dụ vậy như đó. Bây giờ hồi đó giờ có ai gặp ma không? Chắc chắn là không gặp ma, gặp ông kẹ không? Chắc chắn là không gặp ông kẹ, nhưng con mình lớn rồi nè, ma đó con đừng gì đó. Ông kẹ đó con nó sợ, nó không bao giờ nó dám gì đó, không bao giờ dám đi lại cái hầm. Còn mình giờ mình không nói ông ma, ông kẹ cái gì đó, nhiều khi lại cái hầm. Thì nó lại mà lỡ nó chợt chân nó rớt xuống đó, cái mai mốt mình ăn hẳn, mình không nhắn nó là nó ăn hẳn. Mình nói đây là mượn thí dụ mình nói vậy nha. Thành thử hôm nay có số người ta chưa tu, có nhân viên của mình cái nói ta nghe thôi, mình cái một tu đơn giản như chị nói vậy đơn thôi giản à. Mình ta tu ví dụ không cần ví dụ bây giờ ông xã mắt mà lúc mà ông xã là biết trước ngày giờ gì đó hay hoặc là thấy là những Phật pháp nhiệm màu gì đó, cái kể người ta nghe được cái ta thấm người ta nói ồ trời ơi mày tu gì mà không có tu nhiêu mà không nằm bao thấy vậy đó, thì coi như hôm nay mình phải nghe là không nghe là của cô tám nói vậy, chắc cô tám nói thật sao tu theo cô tám. Thì đây là ví dụ như tôi nói là giờ 10 người, 100 người mà trong đó ta nghe được mình một người thôi, thì cái người ta phát tâm ăn tương mà ta tu được thì cái này là cái phước biết nhiều lớn đó, thấy không? Còn cái kia, ông kia ông không tu mà ông nghe, ông không tu chuyện của ông. Mà cái chuyện đó là của ông thôi. Mà không, mà ông xã mình hen là trước khi mất là gặp Phật đó. Hỏi, ông nắm tay, ông hỏi, nhưng mà biết Phật ngồi ngay gốc bồ đề không? Không biết, ông nói Phật đó dưới ông rồi đó. Kêu xe trở về, hỏi chứ bộ ông mệt gì, ông nói không có. Ông nói vậy đó. Khi sẽ trở về Phật dứt rồi, ổng dặn hen, ổng dặn mình từ chi tiết luôn nghe, về hen bằng chai cúng chai, không có cấp tiền, không có gì hết, bằng chai cúng chai hoài hoài luôn. Dạ. Nói, hỏi chứ thay đồ ổng rồi, cái hỏi chứ về nhà thay nữa không, ổng nói không, vậy là vui lắm rồi. Rồi ổng nói vậy nè, sữa anh xua rồi đó mình mua cho ổng chục này thế chục kia chưa hết là mình mua, còn lợi thật trên chục hũ ổng về cứ việc chia ra uống đi, không có sao chứ, ổng còn nói vậy. Ông nói từ chi tiết vậy đó. Giờ mình mới nói vậy thôi đừng có nói chuyện nữa để ông gác niệm Phật đi. Giờ thằng cháu chồng với em chồng đi xe lên, xe điện ở dưới đây lên chở về, chứ xe chẳng chở gì mất. Cái mình mới điện xe ở dưới đây lên cái xe lên, mình hỏi vậy nè, hỏi chứ mấy đứa nó hỏi cậu Tám cậu biết con ai không, ông nói sao không biết, mày Kim chứ ai không biết. Cái ông nói đừng hỏi nữa để tao niệm Phật. Ông nói nhờ khi lâm chung có người, nhờ có người trợ duyên vậy đó, nhờ có người trợ duyên mà anh nhắc đứng kế bên anh nhắc niệm Phật hoài. Phật có nói là khi mà lâm chung mà anh niệm hoài được 10 tiếng Phật thì Phật trước, mà khi mà lâm chung cần có người trợ duyên là phải là niệm. Ổng tỉnh lắm, ổng khi ổng mất ổng 49 tuổi tỉnh, ổng bệnh tim mà ổng khi mà ổng gặp Phật ổng kêu xe trở về chứ ổng không có mệt. Mà ông tới thì ông về, ông biết là ông về tới nhà ông mới chết luôn, mà tại mình không biết rồi mình thành ra mình như vậy ông mới chết chẳng. Ông nói nè, ông nói ông về tới nhà ông mới chết á. Cái mình nói vậy nè, nói thôi ông uống hộp sữa đi, rằng ông về có sức khỏe ông về. Cái ông nói ừ, cái ông uống nửa hộp rồi, cái ông không uống nữa, ông không uống nữa. Cái ông nói thôi, cái lát mình cho ông nghỉ mệt chút, mình nói thôi chán uống hết một hộp rồi hả về đi cho khỏe. Ông cũng uống hết một hộp đó, làm gì tim chịu không ép uống no quá chị. Với lại cái lúc mà ổng trở lên cái ngày đó, là cái ngày đó là ổng như là ổng tắt hơi rồi. Trước khi mà đi là em cũng nói ổng rồi, là em ở trong Kiên Giang á, điện thoại nói chuyện cũng như ở nhà thấy ổng mệt thôi chứ cũng không đến đâu cái gì. Thì mình mới nói vậy nè, mình mới nói ông á hen, ông đi bệnh viện là ông chết sớm, ông đi là ông chết, còn ông ở nhà mà nó kéo thời gian ông không chết á. Ông hỏi sao ạ? Nói ông biết không, ông bệnh tim ông lên chảnh, là trong khi ông tối nay ông đi nè,
sáng là ông lên ông không ăn cái gì hết, là ông đi khám bệnh là tới 11 giờ, bệnh tim sao không chịu nổi, mà phải ông chết không, lên tới trển rồi đi xe đâu được đâu, đi lên xe tăng rồi đi thang máy nó hư nữa, đi bộ đi không nổi, đứt hơi, đem vô phòng cấp cứu, hồi hấp nhân tạo lại, sống, đi em đi dọc đường xe ở từ Kiên Giang đi lên ha, là thằng con kêu mẹ ơi mẹ, đi giết lên, là mình biết lúc đó là ông nguy rồi, giết lên là lúc đó là ông hồi hấp nhân tạo, mình lên tới là ông đâu biết, là ông la không, cái lên chạm giái nhờ trên Phật tổ Phật thầy, thầy ơi độ cho ông tỉnh lại, thầy ơi độ ông tỉnh lại, giái vậy kia cái bác sĩ ra cho mình hay, cũng như bây giờ 90-95% mà chỉ còn có 5 thôi đó. Còn có 5 thôi, nhà người nhà muốn trở về thì trở, còn muốn để thì để, cái mình mới lên buổi sáng không lẽ chiều mình trở về, nói thôi giờ còn nước còn tát bây giờ không còn đi thôi để đi, cái để ở trên nằm cái 6 ngày đi lên trển là ngày 20 tới ngày 26 mình trở về. Hồi đó cái tuổi cũng còn trẻ quá mà sao mắc hơn đó. Bệnh tim đó, bệnh sinh tim vậy. Tim dạ. Giờ cái bắt đầu cũng vậy đó. Giờ cũng như thấy mệt thì rồi ở nhà anh bên em bên chồng ta thấy như vậy người ta nha. Khi trở đi là mình biết mình nói với ổng rồi. Bởi vì là cái vô thường mình đâu có biết ha, lúc lên thì đâu có nói là chuyện nào trở về ha, đâu có biết chuyện nào trở về ha. Mình mới nói rồi. Mình nói là ông đi là ông chết, tại vì mình cũng như nói chung mình nói mình không phải mình hay, nhưng mà mình cũng như là bác sĩ của ổng. Mình kề cạnh với ổng là mình biết. Mình biết cũng như là cái từ cái hơi thở của ổng là mình biết. Cái em mới nói gì nè, mình rõ ràng thấy ông đệ trời sáng ra cái lại xí trưa năm của đó rồi qua năm mới 12 tháng mà còn mơ tới thì cuộc đời chống bụi thai ha, chữ phù dân quý năm nay linh với chỉ về qua đó lại chữ phù dân nó cũng như con phù du, nó cũng như là cái phù dân cũng như cái phù du ha, hoặc những cái con cái phù du nằm dưới nước đó, nó tan rồi nó hợp thì cuộc đời của mình nó không biết nhiều đời nhiều kiếp, ngàn đời nghìn kiếp, mà may lắm là muôn thở hôm nay là cái đời mặt pháp mình có duyên lắm đó nha. Mà để mình hôm nay mình dù mình không gặp thầy nhưng mà hôm nay mình gặp giáo lý của thầy là cái nhân duyên của mình lớn lắm đó nha. Mà nếu cái kiếp này mình không tu được á thì thật sự nó uổng biết bao nhiêu uổng đó. Mà thầy nói là coi như là thầy lập tới không ai chỉ bảo như dịch coi dìu dắt về nhà, phải nghĩ suy cận lẽ mới là nay gặp gốc hay mau cùng gốc. Mà hôm nay dịch con nhiều dắt và gà là gì? Hôm nay giáo lý của thầy cũng như là cái con gà dắt cái cành đầy dịch mình, mà hôm nay mình không theo con gà đó ha, mình không ôm chân con gà ra ngoài là bị là cá lóc nó táp, bị diều nó tha, bị rắn nó cắn là cũng chết, phải không? Thành thử ra thầy có nói một câu nói rõ ràng đó nha, mình ráng cố gắng nha đồng đạo, mình ráng cố gắng nha. Thầy có nói rõ ràng là các đạo tà mưu khéo âm thầm, dằn rắn trắng chở lầm mà khổ à. Mà giờ chúng nó xuống khuyên răng nhiều chỗ dùng phép màu là mắt chúng sanh ai ham đinh theo nó tập tành xa cạm bẫy khó mong sấm sót. Thì bây giờ hôm nay sau này là 3600 mối đạo, mà bây giờ đạo tà bây giờ nó xuất hiện nhiều lắm nha mấy cô mấy chị nha, xuất hiện nhiều lắm, bây giờ là nhiều lắm rồi đó nha. Tại vì mình không thấy nha, mình thấy ở ngoài đó là ngon ngọt hay chớ bề trong không phải vậy đâu. Bởi vì thầy mới nói câu nói đó là câu nói thấy đơn giản, mình đừng có nghĩ như đơn giản mình nha. Thầy nói là dọn bề trong mới gọi đẹp sinh, chớ mang lớp bề ngoài chẳng tốt. Rồi bây giờ mình tưởng là dọn bề trong mới đẹp sinh là bằng cái áo thôi, mới dọn bề trong thôi, mình nghĩ gì nó thấp lắm nha. Mà dọn bề trong tức là nói những cái người tu bây giờ tu thật là bề trong đó, mà coi chừng bề ngoài không, mà nói là bây giờ là lầu cao cửa rộng chùa lớn này kia nọ nó đủ trơn, thấy hình dáng bề ngoài tưởng vậy nha, coi chừng bề trong nó không phải là vậy. Thành thử ra mình cái này là mình phải kỹ ngay chỗ này. Mình bây giờ là người đạo Phật giáo hảo thì phải tin tưởng theo thầy. Còn nếu mà mình bây giờ mình sợ một cái đó, luôn đó. Bởi vì thầy mới nói là có tâm và trí. Nếu mà mình có tâm mà mình không có trí á thì bị người ta lường gạt. Rõ ràng không? Mà mình có trí mà mình không có tâm á thì đó là xảo trá. Thầy đã nói rõ ràng, thành thử là hôm nay tâm với trí chúng ta tu, người tu phải là đi đôi, chúng ta phải hiểu ngay chỗ này. Cũng như nãy giờ huynh đệ của mình hay là với chị này mình bàn với nhau á, thì đây hôm nay thì tôi thấy cái đệ tám này, tôi thấy đệ tám mà nãy giờ tôi thấy nói là tôi ưng bụng là tôi chịu mấy cái chỗ là mình đã hiểu nhau. Bởi vì thầy mới nói là tìm hiểu nghĩa mới làm theo đắc đạo, mà quan trọng mình muốn đắc đạo là phải tìm hiểu cái nghĩa mới được. Còn nếu hôm nay chúng ta mà tìm mà hiểu không được cái nghĩa ha, ta nói đâu nghe đó, ta nói đâu nghe đó, thì nghĩa mình mà cái dạng cũng như là thiên lôi mà sao đâu bủa đó mà bủa không chặt chỗ này rồi. Nên nè, anh nói cho anh nghe là trong cái quyển cuối, trong cái quyển Thu đã cuối,
mà cái đoạn chốt thầy bỏ cái tánh tự cường tự trọng, gẫm cuộc đời cái bóng theo thầy. Tu hành đâu kể nhục dinh, ta làm bổn phận ngạo khinh mặt đời. Đó. Em nghĩ là em thuộc bốn câu đó, là em cứ việc em làm, ai là cái gì đó, ta làm bổn phận ngạo khinh mặt đời. Dạ, vậy đó. Còn hồi đó em mới phát tâm là em cũng thuộc bốn câu: không danh, không lợi, không tình. Đó. Danh lợi không tình là em về là em tu, là tự em đi ghe là em tu, phát tâm tu. Rồi sau này ông xã mất về là tu đi làm một tháng làm nửa tháng thôi là kiếm vài chục triệu khỏe ghe. Nó đổ lộ như vậy nè, đổ lộ nè, ghe hai chiếc, một chiếc chở cát, một chiếc chở đá. Thế thì một nửa tháng cái thời đó là dạ. Đó là tiền lắm á. Dạ, nửa tháng là lời 50, 60, 30, 40. Rồi về nửa tháng là về đó, chứ không có. Còn hồi đó có ổng thì làm rồi là ở chồng chở nữa, làm rồi sau này biểu hai thằng trai ở chồng đi, mẹ cho vốn rồi làm nửa tháng mẹ đi đổ, rồi con ở đây con bán lẻ đi. Nó nói thôi mẹ về, con về rồi, thôi về thì từ từ giúp. Kêu nó đi nữa nó không đi. Cái mẹ ràng, mẹ sợ tội, cái câu rõ ràng không chết rồi bỏ của bây giờ đi đó, đúng rồi. Bởi vậy cái coi trong quyển năm là thất tỉnh là bắt đầu là buông bỏ hết là về không làm nữa. Bây giờ cô nói một câu nói này, cô giải cái câu này cho tôi nghe. Cô nói nãy giờ hay đó, mà Đức Thầy nói là thế trầm tạm giả giạt đời ta đó. Bây giờ thế trầm tạm giả giạt đời ta là giạt là giạt cái gì? Cô nói cái giạt tôi nghe. Mình hiểu cái gì, mình hiểu cái gì đó, mình nói cái này. Cho đệ nói cái hả, giải đây nè. Giải đi. Đây nè, giạt bây giờ anh thấy đi. Trên xã hội này, mọi mặt giạt đời ta là đủ thứ là anh thấy rồi, anh còn hỏi gì nữa. Hỏi cho biết vậy mà tôi chưa đồng, tôi chưa đồng. Anh nói anh thử lòng thôi chứ, thử lòng quân tử thôi, phải không? Trên đời này mình lận chị, thế trần này bây giờ để anh nói anh nghe nè. Ở đây mọi người anh hiểu, anh đi làm cái gì cũng vậy, anh vô công ty cũng vậy, em làm cái gì gạt anh đủ thứ, đủ cách hết. Thế trần gạt đủ mọi mặt luôn. Còn anh bây giờ anh kiếm những người ông xã của cô nãy cái đó là phải bị gạt không, có bị gạt không? Tâm lý kể ra cái ý mình, tâm lý của mình nói làm sao đó, cái ý mình nói làm sao đó. Gạt đâu, ổng đâu có gạt, bị gạt gì đâu. Cái đó là ổng có nghĩa là nó gạt mình, nó dụ mình, cuối cùng mình không có tu được. Như bây giờ chị nói đó là bây giờ nhờ vậy đó mà nửa tháng tôi về, cái tôi có sống rồi, cái tôi lo tu hành cái nửa tháng, nhưng mà từ từ cái chị tháo ra. Ý là anh vậy biết không, hồi đó là ổng cũng như là ổng dữ dằn lắm đó nha, ăn nhậu là như hủ tiềm luôn đó nha. Ăn nhậu dữ dằn lắm đó. Tôi nói anh ha, hồi lúc chưa cưới mình về ha là giấu lắm nha, giấu hồi nơi là không biết uống rượu không gì hết trơn. Lúc chưa cưới là đây là nhậu dữ lắm nha. Để anh nói nghe nha, gạt đó cũng gạt vậy. Để anh nói nghe, hồi lúc chưa cưới mình ha, cái đi qua mới cho họ là đám nói dép lời thôi, đâu dám ở, tại vì nhậu rồi đâu sợ, nhiều khi nói cái mình hỏi này kia giờ cái chợt mấy gì sao. Qua rồi ha, đám nói rồi là về liền không dám ở nữa nha. Cái bắt đầu ha giấu tới chừng mà cứ mình về đàng hoàng trơn, cái về bên đây đâu biết mà uống rượu đâu, đâu có uống rượu đâu. Tới chừng mà nghe này kia nói uống rượu dữ lắm nha, cái em mới nói vậy nè: một là sống với vợ với con, hai là uống rượu. Hai điều kiện đó chọn một chứ không có được chọn hai, nếu như chọn hai là không có được. Ông nói từ từ. Từ từ, cái nói cho từ từ, hút thuốc cũng vậy nữa, hút thuốc dữ lắm. Cái nói hút thuốc nha, từ từ đó. Giờ ổng từ từ ổng dạ, mới đầu ổng hút lặn gói xuống hà rô nha, tới từ từ nha, mà bỏ từ từ còn lại 5 điếu đó. Rồi vụ cũng vậy, từ từ cái bỏ mà bỏ vậy đó. Mà nói chung là mình đi ghe mình ăn không giao thiệp là không được nữa, bởi vì anh trai mình cũng vậy nữa. Nó ăn nhậu cũng dữ lắm, nói chung mình đi bán vật liệu xây dựng nè, ăn chơi với thợ hồ mà anh không ăn chơi thì sao anh bán được vậy đó. Rồi thành ra nó như vậy. Giờ mình cũng là dữ lắm đó, cũng kèm kẹt dữ lắm. Mà nói nào ngay, ổng cũng nghe vậy đó. Mỗi lần về hay Tết là sợ lắm đó. Sợ là sợ dữ không, sợ ổng nhậu. Mà nói vậy nè, nói ông mạnh như người ta ha, là ông nhậu nhiêu cũng không sợ. Chứ còn này ông bệnh tim, muốn sống với vợ với con thì ông bỏ rượu. Ông nói tao chết kệ mẹ tao. Ổng nói vậy. Tao chết kệ mẹ tao. Ổng nói vậy là liều rồi còn nói gì nữa.
Bây giờ cái câu mà tôi hỏi mà thấy trần tạm giải là thật ta, trên đời này không có gì gọi là thật hết. Dạ, trên đời là nếu mà không thật thì nó là giả. Phải không? Nó giả thì cái gì nó giả gì. Trong khi đó mình tham tiền, tham vàng, tham bạc, tham kim cương, tham danh, tham lợi. Tham danh, tham lợi. Như nãy giờ cô nói là bốn cái đó đó. Thì trong đó là gì? Tủ, sắc, tài, khí. Mà trong khi đó là coi nhất là có nặng, có nhất là cái khí phách của mình. Thấy vậy chứ hôm nay tôi giàu rồi, tôi có tiền rồi, tôi phải ăn chơi, tôi phải cái gì. Nhưng mà cuối cùng thì chết rồi, cũng bỏ của bây giờ, hai bàn tay trắng có đem ra được cái gì đâu à. Bởi vì thường thường tôi có nhắc hoài nha. Cái ông mà 10 cái tầng lầu á, có 10 lá, 10 tầng lầu, 5 tầng lầu, 10 tầng lầu dưới đó. Ông mà ở nhà mà một cái tầng lầu ở dưới đó. Ông này giàu này ra đường này, ôi ông đó ông giàu lắm đó nha, ông đó nhà 10 tầng lầu, ông này ông nghèo nè. Đó là cái chỉ bề ngoài thôi. Nhưng mà ông ăn cơm, ông ăn cũng ngày 2 bữa à. Mà ông này ăn cơm ngày, ông ăn cũng ngày 2 bữa à. Nhưng mà coi chừng ông giàu ra cái ông ăn tôm hùm này nha, ông ăn tôm, ông ăn thịt chó, ông ăn đủ thứ. Coi chừng ông ăn cái tội hơn cái ông này, bây giờ ông nghèo, ông nghèo, ông không ăn cái gì vậy à. Phải không? Nhưng mà cuối cùng rồi đó, nhưng mà hai ông giống nhau là giống gì? Chết hai ông có lỗ giống thịt nhau. Còn lúc ông ngủ á, thì ông sang, ông giỏi lắm, cũng giường thứ 6 là 2 thước, cũng coi như tôi vậy thôi à, phải không? Cái ăn, cái ngủ, cái mặt cũng giống thịt với nhau thôi. Ông mà ông giàu, ông mặc đẹp chút, ông ra ông sang chậm chút. Tôi nghèo, tôi mặc cái bộ đồ 10 ngàn, ông giàu mặc bộ đồ 100 ngàn, thì ra ông đẹp chút, chứ không bộ đồ. Mà anh nói, em nói vậy nè, mà khi mà chết rồi là cái người nghèo nó cao hơn người già. Đó, cái người giàu ăn uống là phim phí là một mà. Đó, hai là nhiều khi đồng tiền xài không đúng chỗ là tội lắm. Còn người nghèo người ta lam lũ, mà nhiều khi người ta vừa mặn, người ta vừa niệm Phật, mà nó ăn lam lũ. Là khi mà chết rồi bỏ xác là cái người nghèo hay cao hơn người già. Tôi nói thí dụ một cái thôi nha, bây giờ như mấy đệ này, như mấy chị mấy đệ này nha. Bây giờ mấy chị mấy đệ có tu hàng ngày tu rồi đó. Nhưng mà ta ra ngoài đường ta hỏi sao? Ờ, bà đó bà được lắm nha, bà có tu không? Thấy không cái câu này nha. Hay hoặc là cái ông đó là ông được lắm nha, ông có tu lắm. Nhưng mà ông mà ăn chơi đá gà cờ bạc, có ai nói là ông đó được không? Nói đó đá gà được lắm không? Ông đó cờ bạc được không? Đâu có, phải không? Thành thử ra tôi nói là hai cái này là nó khác hẳn nha. Nhưng mà thí dụ như nó có ngộ á, ngộ con cái sau này đó, con cái mình nó có làm ăn nó không được khá giả thì ta cũng không nói là ông bà mắc đức không có. Nhưng mà khá giả ta nói ông đó là đó, ông nội bà nội này có tu lắm ra, là đức ông bà này á, thấy không? Mà mình mà thí dụ có chơi bời mà lỡ có gì chút xíu thôi, ta nói là đó ác đức lắm đó, thí dụ ông bà bây giờ vậy. Thấy không? Thành thử ra nội tôi nói là cái quyền rũa của người ta thôi. Nhưng mà cái người có tu rồi đó là bởi vì bây giờ cái câu hồi nãy mà để có nói ta bây giờ tu niệm tầm thường. Sao danh thể xạ hương khắp chốn, đức thầy bây giờ ông năm châu bốn biển giờ tao biết đạo Phật giáo bảo. Còn hôm nay mình thì con có Phật, con có thầy, rồng cũng sinh rồng, rắn cũng sinh rắn, mình không giống cũng giống, mọi cái dãy cũng giống, mọi cái đuôi nó cũng đỡ lắm chứ. Thấy không? Chứ con rắn thì nó hay sinh rắn, con rồng nó sao danh thể xạ hương khắp chốn. Dạ. Hồi đó thầy tu niệm tầm thường đó, anh thấy không? Dạ. Giờ năm châu bốn biển đó. Xạ hương khắp chốn. Bây giờ thấy không? Bây giờ là bắt cầu ai? Hòa hảo. Các nhà ai? Hòa hảo. Làm từ thiện ai? Hòa hảo. Mở ban trì sự nấu cơm ăn uống hỏi ai? Hòa hảo. Bây giờ nghèo hòa hảo. Cái gì cũng hòa hảo không? Mà bây giờ có đạo nào được như hòa hảo không? Mà bây giờ như vậy là hỏi, bây giờ như vậy là hỏi. Ôi cô Tám cô đạo nào nó hòa hảo? Ồ hòa hảo tốt lắm ha. Thấy không? Ê, cô đạo gì nó hòa hảo tốt lắm nghe không? Nghe 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 anh hai. Để anh nghe cái câu chuyện này nữa nè. Không xả em vừa mất phải không? Cái thằng trai năm 49 tuổi là ông mất rồi, là tới năm 50 tuổi dồn dập mấy năm liên tục. 4 tuổi mất cũng xích xích gì với đệ năm chị đó, nhiêu tuổi ảnh 49 chị như 49 luôn à. Hai chồng tuổi, hai chồng tuổi anh biết không ha. Cái rồi rồi thôi đâu, cái qua năm sau cái thằng trai nó chạy, nó chạy mất đi là mới có mười mấy năm rồi à. Ủa con mới năm 9 10 năm đó là cũng như 11 năm rồi đó. Năm mất là mình tính là 11 năm rồi đó. Bây giờ ông xã lớn rồi. Không, đuổi. À, mà anh biết không, để anh kể anh nghe ha. Năm cái... mới có năm mấy mà, năm dạ. 9 mà, thì mất năm 4 mới có 5 năm nha. 49. À, 49 cho mày năm 9 rồi. À, anh biết không, mất rồi ha. Mất vừa xong vậy phải không? Rồi cái tới thằng trai nó đi chơi. Quá trẻ ha. Nó đi chơi, cái nó té xe. Té xe, cái mình ở Kiên Giang, mình đi về, về vừa tới, quẹo vô cái cua vô nha, trong chỗ... Trạm xá mình vô nè,
cái vừa đi vô tới đó, tới chỗ người ta bán hến, người ta cào hến, người ta gặp mình, cái nó nói cầu hô bà, nhờ bà có tu con bà không chết. Anh thấy không? Còn cái thằng kia nó chết, chở hai thằng mà chở thằng với nó mà thằng kia chết nó không chết. Như vậy là lúc mà ông xã mất mới tu ha, chứ trước là trước ông xã còn em hồi lúc ổng chưa mất là em ăn tương là 5 năm rồi đó. Trước 5 năm đó mà mình ăn lên xuống hoài mình không tính đó. Có lúc mà trước mình ăn nữa nhưng mà mình tuột lên tuột xuống hoài, còn ăn từ lúc mà 5 năm từ mà ổng mất chưa mất mà 5 năm mình ăn trước. Bây giờ để tôi nói cô cũng đừng có buồn nha. Dạ. Cái này là nói thật là thầy nha. Dạ. Chứ không phải tôi nha. Dạ. Cái gì cũng là do nhân duyên. Dạ. Ví dụ giữa cô và ông xã cô đó à, bây giờ tôi lên tôi gặp vậy 5 năm 10 năm tôi phải chia tay. Dạ. Nha. Dạ, mấy năm đó. Nhưng mà coi chừng đó cái người mà chồng á, mà mình đi vậy coi chừng người ta hạnh phúc hơn mình á, người ta đi là có thể là ta giải thoát là cái chuyện của mình đó. Bởi vì cái câu thầy là cô biết cái câu nào không? Thầy nói nè, cá to mà phải ở ao, muốn ra biển rộng phải nhào xuống sông. Mà bây giờ như vậy cái cõi ta bà mà ta bà khổ, ta bà lắm khổ rồi. Có bao người xét cho tục chỗ mà tịnh độ vui, tịnh độ người vui. Mà bây giờ mình tu là gì? Tu muốn giải thoát đúng không? Bây giờ vô đây tu không lẽ nó vô đây tu làm gì? Thì tu giải thoát. Mà bây giờ tu là sợ cái gì? Sợ nhân quả mới tu. Đúng không? Lưu đây là sợ nhân quả mới tu, chứ nếu mà không có nhân quả vô đây để tu làm gì? Thì bây giờ sợ nhân quả, mà Đức Thầy nói là kỳ xa tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hình nhà, gặp chẳng kinh cành cứ làm nhau, trồng bông kiển sao? Giống chi hôm nay. Bây giờ hôm nay mình trồng cái chanh, mà bây giờ chanh bữa nay còn có 2.000 kg, mà cây cam bây giờ nó nay 30.000 kg như vậy, cái chừng mà chanh lớn rồi, mà chanh có bẻ trái trời phải hồi đó như vậy, tôi trồng cây cam thì giúp này cam đâu có mà ăn, phải không? Trồng chanh thì không bao giờ muốn quả kim sành được đâu, thì hôm nay như vậy là trồng bông kiển giống chi hướng đấy. Thì hôm nay cá to mà phải ở ao rồi đó, muốn ra biển rộng thì hôm nay người ta đã nhào rồi đó nha, mình còn mắc kẹt trong cái ao nè. Coi chừng một ngày nào đó gặp mấy thằng xịt lại nó xịt cái là coi chừng nghe nha. Rồi coi chừng mà gặp tháng 2, tháng 3 này nó tát cái chủ điện, tát nó một không còn con nữa, phải không? Coi chừng mình như vậy là coi chừng không sung sướng bằng người ta nha. Bây giờ là đây cái gì đâu, bây giờ cô kể giùm tôi nghe coi. Thì nói ta bà khổ, ta bà lắm khổ, chỗ nào vui đâu. Bây giờ là cô kể giùm tôi chỗ vui đâu. Có, chỗ vui à, chứ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Bây giờ là tôi nói cái cõi ta bà, tôi đâu nói tịnh độ mà tôi nói ta bà chỗ nào vui thì đâu. Thì thầy nói, anh nói là chỉ cái chỗ nào vui thì tôi chỉ cái chỗ vui đó. Chỉ anh chỉ, đó. Anh để chỉ cái chỗ vui thì chỉ cái chỗ vui. Không, tôi chỉ cái ta bà thì lắm khổ rồi chứ đâu có còn vui nữa. Đấy, tôi thì bởi vậy mình bà này là chỗ nào vui đâu, chỉ cái chỗ ta bà. Thì bởi vậy anh hỏi cái chỗ ta bà này chỗ nào vui, rồi cái chỗ nào vui. Ta bà thì không vui mà tịnh độ nhàn vui. Đúng rồi, tịnh độ mới là vui. Chỗ bà mới vui, còn chỗ ta bà này chỗ nào vui, chỉ cái chỗ ta bà không vui. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Anh tính đi, giàu khổ theo giàu, nghèo khổ theo nghèo. Đúng. Rồi anh nói, thấy nè, người nghèo thì lo tảo tần, thiếu tiền, thiếu bạc. Còn người giàu thiếu tình thương, thiếu này, thiếu kia, thiếu đủ thứ đó. Rồi con cái khổ, đủ cách khổ. Muôn mặt thầy ông Phật nói không bao giờ sai. Lời Phật nói không bao giờ sai. Lời Phật nói thì ta ghi nhớ đi. Đó, bởi vì em tin là hoàn toàn là Phật pháp. Dạ, dạ. Em cái gì cái thì em tin Phật pháp hoàn toàn em. Bây giờ đó là cô thấy hồi đó giờ pháp không mà có khi nào mà tiền trên trời mà rơi xuống không? Thì anh phải không, mình phải lo làm. Mà nếu anh này anh giàu năm 10 tầng lầu anh muốn đi làm một cái công ty gì lớn, anh phải là ráng mà phải trì mò, không có tiền phải sắm chiếc xe du lịch để mà đi. Không lẽ bây giờ tôi là làm giám đốc mà không lẽ tôi đi xe đò? Coi không được, phải ráng. Mà cái ông giám đốc này ông sắm xe 3 tỷ mà bây giờ tôi nhang ổng, bây giờ không lẽ tôi sắm xe 1 tỷ tôi coi không được. Tôi phải mò, tôi phải ráng lên, tôi sắm xe 3 tỷ, 5 tỷ, tôi phải dây nhân tiền hả? Thấy bề ngoài lào lào chứ bề trong nó không phải vậy đâu. Bởi vì thầy nói là dọn bề trong mới gọi đẹp xin, coi chừng bề trong nó khác, bề ngoài cũng khác. Lâu lâu cái nghe nói công ty phá sản. Hay không, nghe lâu lâu cái công ty phá sản thấy anh gì đó khổ anh, rồi. Anh giờ, nghe cái khúc mà Thu đã cưới sao? Dạ. Chim khôn thì uống nước trong. Đâu ạ? À? Dạ, người khôn thì dạ. Sớm giữa dạ. Lòng bọn nhau. Dạ. Mình người có trí rồi, mình phải biết. Phải giữa lòng bọn nhau. Chim khôn, con chim mà còn biết. Dạ, chim khôn thì còn ý kiếm nước trong uống nước không? Thấy thì người khôn phải giữa lòng bọn nhau. Bởi vậy em coi cái em mình coi mình phải chuyên chú nghĩ suy từng cái nét từng cái dấu. Dạ, dạ. Bởi vậy từng cái câu giảng của thầy nói ra. Bây giờ nói cái câu giảng thì mình lấy câu giảng của thầy mình bàn câu giảng với thầy coi.
bây giờ như vậy là cô bạn câu này thầy nói là tâm sáng suốt như đầy người kiến tấm trong như nước bích mùa sinh, bây giờ như là sáng sao mà sáng à? Bây giờ làm sao cái tâm mình cho sáng à? thì chánh kiến, thì anh chánh kiến thì là phải sáng rồi đó. Yeah. Còn anh mà thấy mà nếu như anh không chánh kiến là anh phải tối rồi đó. Mình phải gì làm cái chuyện gì cũng vậy, anh phải lấy chữ chánh làm đạo. Thầy chỉ nói vậy. Mà chánh kiến đó là đầu tiên cũng như là bên thập ác thì vô đầu tiên ha, cũng là phải cái câu đầu tiên ha, rồi tám điều cánh của vô đầu tiên, mà bác chánh đạo thì vô chánh kiến vô đầu tiên ha. Chánh kiến thấy đúng sự thật rồi đấy ha. Chánh anh thấy đứng đầu cái chánh, mình phải chánh. Chứ mình làm, ví dụ bây giờ mình anh muốn làm, anh có tiết có việc mà anh làm, ví dụ anh hãy bên này cái anh tình nghĩa gì bên này thì anh là đâu có chánh kiến đâu đó, vậy đó. Tại vì thầy nói là chánh kiến chánh đúng như sự thật phải không? Thì bây giờ cái chánh kiến là gì, là bị đúng sao, mà bây giờ nhất hết là trong cái ví dụ như tám điều trong cấm, thì cái điều thứ nhất là chúng ta muốn rượu cầu phát hiện cho bài theo bài biến với giữ cho đoàn luân lý tam căn của thường, đó là cái điều thứ nhất mà thầy đã chỉ. Nhưng mà trong cái tám điều răn cấm, nhất là quan trọng nhất là bên kia cái bát chánh đạo, nhất là chánh kiến, mà trong chánh kiến này là trong tám điều răn cấm này là dính ngay cái chỗ là điều thứ bảy. Nếu điều thứ bảy mà làm không tròn thì không bao giờ chánh kiến, thấy không? Bởi vì điều thứ bảy ta chẳng ta điều thứ bảy đứng trước mọi việc duyên vì sư đài hay đạo đức, ta phải suy xét minh lý và phán đoán gì đấy. Mà chúng ta mà phán đoán không đúng, chúng ta mà gật đầu mà hiểu lầm cái thì chúng ta không chánh kiến. Thì đó là không. Ví dụ như bây giờ tôi với quý vị ngồi nói chuyện đây, nhưng mà cái ông đồng đạo đó ông thích tôi cái gì ông cũng nói ô mai sang thấy vậy cho ông được cũng tốt lắm à. Ha, cái gì cũng tốt thì cô đã nghe theo rồi, tôi nói gì cũng tốt, nhưng mà tôi làm xấu quắc không đâu biết đâu à. Thí dụ vậy đó. Rồi bây giờ thí dụ ông đó ổng thích tôi đi. Ông thấy ông đó vậy chứ không phải vậy đâu. Mà người ta ta nói mí mí, người ta không nói ra, mà nhất là cái chỗ mí mí là cái chỗ đó mới là quan trọng, phải không? Tôi nói ông đó vậy chứ thấy vậy, cái bắt đầu cô gì tôi suy nghĩ rồi. Rồi ông đó ông xấu này kia nọ. Nhưng mà mình nghe theo có chừng hiểu lầm đây. Đúng rồi. Anh biết thấy cũng lầm. Bởi vậy con em thấy thì sao lầm? Thấy cũng lầm. Đây là nhà hầu với ông tử đó. Đó, rồi mới em mới kể cái chuyện đó cho nó mẫu chuyện cho nghe. Cũng như nhà em bảo lầm. Em nói anh nghe là nhà em hồi đó có nuôi thằng em. Cái mấy đứa nhỏ nó ưa nói vậy. Thấy thì nói, không thấy thôi. Đừng có nói vậy nghe. Tội lắm đó nghe. Thấy, mắt thấy tai nghe. Mà thấy cái chuyện thấy mà còn bây còn bị lầm cái chuyện rồi. Này đi rồi đừng mình mời quan cơm để quá mà người quân tử mời đạo mời đạo quá ăn thiệt. Bởi vì em cái gì cũng vậy, con cái em cũng vậy, em dạy hen từ trên tới dưới, thấy mắt thấy tai nghe, mắt thấy tai nghe mà còn lầm đó mẹ con. Cái nó nói sao lầm, cái em mới kể chuyện đó nó nghe đó, chuyện ông Khổng Tử đó mắt thấy mà tai nghe, thấy không? Hồi mà thấy ông đồ cơm dở ra bụng sớt vô mà nói là tôi có một đệ tử là tam thiên đồ đệ rồi, bây giờ như vậy mà như vậy mắt thấy tai nghe nó ăn sớt trên bớt chuyện cái nào chứ rồi vậy mời qua dùng mời qua vậy nói đợi mình dạy con thêm.